Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đề thi chính thức tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo các bạn nha. Đề thi từ năm 2002 tới thời điểm hiện tại mới nhất thầy đã hướng dẫn nha. Bạn nào quan tâm cái quyển này á, vào bay học với Otto Channel của thầy để tải cái đề thi các bạn nha. Thì ở các video trước đó thầy đã hướng dẫn tới năm 2020 các bạn nè. 20 năm này có hai đợt các bạn nha. Có hai đợt. Bởi vì là có Covid các bạn nên là thi hai đợt luôn. Bây giờ chúng ta làm bài cùng với nhau các bạn nè. Câu số 1 là cách phát âm S, E, S các bạn nha. K nên đọc S nè. D đọc Z nè. Ở cái từ ao á, cái từ âm ô á, là đọc âm âm Z nè. Còn chữ N đó đọc Z nè. Rồi bạn chọn thầy câu câu A nha. Đó, tiếp tục. Câu số 2. Đây chính là ai nè. Câu này dễ rồi. Năm có Covid đó, nên nó dễ các bạn. À, âm Y nè. Âm ai nè. Rồi chọn C. Rất nhẹ nhàng luôn. Tiếp tục nha. Remember. Một các bạn nè. Develop. Vần 2 các bạn nha. Establish. Vần 2. Rồi chữ này nha. Celebrate. Vần 1. Câu số 3 các bạn chọn thầy câu D nè. Thầy qua câu số 4 nha. Signal. Đó. Vần 1 các bạn nha. Dentist. Vần 1. Rồi student. Vần 1 luôn các bạn nha. Thầy có cái từ cartoon. Vần 2. Thầy chọn câu D các bạn nha. Câu số 4 thầy chọn câu D. Sau các bạn nè. Bây giờ chúng ta chuyển sang từ nghĩa gần nhất nè. Giúp đỡ student. Phòng chống bảo vệ. Ôi giúp đỡ thầy chọn giúp đỡ luôn. Câu C các bạn nè. Câu 6 đó các bạn. Soup. Tasty. Đến nỗi Harry nó muốn một phần nữa. Cái này là ngon các bạn ha. Chắc chắn ngon rồi. Rồi mình tới chữ opposite các bạn nè. Opposite. Henry thích động vật hoang dã. Và nó take pleasure in. Nó có niềm vui. Thay đổi ngạc nhiên. Delight. Thì chọn. Buồn nè. Có ngược nghĩa đó. Các bạn nha. Ngược nghĩa đó. Thầy qua câu số 8 các bạn nha. Câu số 8. Cái việc biểu diễn xuất sắc của Joe á, trong kỳ thi làm nó nghĩ nó là một cái người rất rất giỏi. Ngược với nó, các bạn chọn thì câu B. Hai phần này bạn hoàn toàn có thể đoán nghĩa là nếu bạn không biết chữ này, bạn có thể đoán được. Chúng ta đã xong câu số 8. Bây giờ thì qua câu 9 các bạn nè. Câu số 9 về ngữ pháp các bạn nha. Ở chiếc xe đạp mà được bán trong cửa hàng đó. Một câu bạn rất hay gặp luôn á. Bạn rất hay gặp luôn. Tóm lại là mệnh đề quan hệ rút gọn. Chọn thầy câu C. Đây chính là mệnh đề quan hệ rút gọn nè. Thầy qua câu số 10. Thấy chữ phone nè. Rồi chọn chữ off nha. Đó, phone off. Rồi thầy qua câu số 11 các bạn nha. Thấy chữ since nè. Đây hiện tại hoàn thành. Đây quá khứ đơn các bạn nha. Câu 12 nè. Năm vừa rồi Sam làm công việc tình nguyện đó. Chăm sóc người lớn tuổi. Chọn thầy câu câu D các bạn nha. Đó, tóm lại câu D là chăm sóc chọn luôn. Không có take off nè. Cất cánh hoặc là cởi đồ vân vân không đúng nha. Không có get over. Put on không đúng luôn. Rồi thầy qua câu tiếp theo bạn nè. Câu số 13. Đây là một cái co-location. Làm việc rất chăm chỉ. Làm việc round the clock các bạn nha. Đó, làm việc round the clock. Làm việc rất chăm chỉ. Thầy đã xong câu số 13 các bạn nè. Chọn thầy câu D nhé. Chọn thầy câu D nè. Tiếp tục các bạn nha. Thầy qua câu số 14. 14. Ở trong câu này nè. Bạn thấy chữ look
collocation, take a look. Đó, tóm lại đây chính là take a look, collocation, nhìn kỹ. Câu số tiếp theo các bạn nè, đây chính là câu if loại 2. Và thầy chọn câu B các bạn nha, if loại 2. Muốn cậu hát quá khứ nè. Thầy qua câu số 16 nha. Câu số 16. Bạn thấy đây thì tương lai nè. Nên là câu A nè. Quá khứ hoàn thành, quá khứ. Quá khứ thì bỏ luôn. Thầy chọn câu B. Hiện tại nó đi với tương lai các bạn nha. Ngay khi hoàn thành. Chúng tôi sẽ chơi tennis. Rồi thầy qua câu 17 các bạn nè. Chim không bao giờ đọc cái phim. Bạn chọn thầy phim reviews. Bởi vì nó là collocation đó. Cái bình luận về phim. Bởi vì anh ta không muốn ảnh hưởng bởi cái ý kiến của critics, nhà phê bình. Nghe nó dở không đi coi. Cứ đi coi rồi biết. Câu 18. Các bạn nè. Cô ấy có khả năng hoàn thành đại học bất chấp những khó khăn về tài chính. 18 chọn C nè. Thầy qua câu số 19 nha. Bob đồng ý để giúp. Agree to verb nè. Đó, agree to verb. Rồi thầy qua câu số 20 các bạn nha. Câu số 20. Chữ nào các bạn nè. Đã làm việc cùng với nhau nhiều năm. Thành viên của đội này đó. Đã làm việc với nhau rất là ăn ý. Hợp tác với nhau rất là ăn ý. Bạn nào chọn thầy câu này đúng nha. Đây. Chúng ta có cái từ afford, bond with, có nghĩa là làm việc với nhau, gắn kết với nhau, rất là ăn ý. Câu C đúng các bạn nha. Câu C đúng, collocation. Rồi thầy qua câu tiếp theo các bạn nè. Câu số 21. The cộng tính từ ra người. Thầy chọn câu D. Đó, người vô gia cư đó. Rồi thầy qua câu 22 nè. Đây chính là tính từ. Sau tính từ thầy dùng danh từ nha, imagination, có một sự tưởng tượng giàu. Thầy qua câu số 23 nha, you can cook nè, can cook nè, ở đây là can't you, các bạn nha, câu hỏi đôi, rất dễ chịu luôn. Thầy đã xong 23 câu, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video nha, ủng hộ video của thầy bằng cách like cái. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mong muốn gặp các bạn ở các video tiếp theo nha. Thầy xin cảm ơn các bạn. Và chào các bạn nha. Các bạn video tiếp theo. Rồi thầy dừng đây.